cho anh em đang theo dõi kênh Vinh Thành Audio. Hôm nay xin giới thiệu với anh em về chiếc ly đời năm, model là AVC 3570. Toàn bộ mặt trước được thiết kế là phay nhôm màu vàng chanh rất là đẹp nha, và máy về trong tình trạng là đẹp long lanh và sẽ kèm theo một cái khiển phụ kiện của đàn ông. Trong này thì nó sẽ có thiết kế cái chức năng chỉnh đầu vào, volume và cũng như là chỉnh chức năng, cũng được thiết kế bằng kim loại nhìn rất là sang trọng nha anh em. Hỗ trợ kết nối cổng quang, anh em có thể chơi nhạc màn, nhạc trực tiếp từ Smart TV và cổng analog, hoặc có thể chơi nhạc từ đầu đĩa. Và với thiết kế công suất của nó lên tới là 150W maximum ở loa 6 ohm, nó rất là khỏe nha, và anh em vẫn có thể lắp thêm bằng số vào để chơi karaoke tốt. Đặc biệt dòng đàn ông AVC 3570 này được sản xuất tại Nhật Bản luôn, made in Japan, và đã được hãng đầu tư rất là kỹ lưỡng nha anh em. Về bộ da mã DAC thì đầu tư hẳn cái bộ da mã DAC Penrao 1791 nha. Thì Penrao là một trong những chip da mã DAC cao cấp đã được anh em audio đánh giá rất là cao về chất âm của nó. Dòng này thì nó sẽ có luôn cái cổng real để làm da mã DAC, không bộ rẻ trong đồng giá luôn. Rồi để điều chỉnh bass chép thì ở đây nó sẽ có chức năng là tone control nha. Anh em chỉ việc nhấn tone control vào, ta sẽ xoay và chỉnh cho âm bass tăng giảm, và những tone control thì tăng giảm âm chép. Hiện tại là em đang kết nối cái ngõ vào VDB, đây là cổng quang nha, và ngõ CD là cổng analog, và em sẽ test cái chất âm của chiếc ly này luôn. Cổng quang và tiếp theo nữa là cổng CD. Nha. Và để thay đổi các chế độ nha, thì ta sẽ xoay nút select ở dưới nha. 7 set radio. Cổng CD là cổng analog, cổng VDB cổng quang nha. Hai loa phong, loa center, loa surround, circle back, hoạt động ok, 7 loa nha anh em, chế độ Ontario nha. Rồi đây là cổng quang, anh em có thể lấy tín hiệu từ Smart TV và cổng analog để chơi nhạc từ đầu đĩa nha. Toàn bộ giắc cắm là mạ vàng hết luôn. Đàn ông AVC 3570, điện áp 100V và công suất của nó là 285W, made in Japan nha. Đẹp long lanh góc cạnh luôn nha anh em, made in Japan, 285W. Rồi bây giờ thì em sẽ chuẩn bị một cái MDR bên ngoài để test cái chức năng để làm da mã DAC luôn cho anh em nha. Rồi đây là cái khu vực cổng real đây, real phong. Rồi hoạt động ok mọi chức năng nha. Cổng quang, cổng analog, tất cả các ngõ ra lo, và cả cổng real để làm da mã DAC với chip Winram 1791 luôn nha anh em. Sử dụng là 2 con 1791. Máy đẹp long lanh góc cạnh luôn. Vàng ươm luôn nha. Mặt long lanh không một vết chày luôn nha anh em. Rồi về kích thước chiều ngang của máy, đây là dòng size lớn nha, 434mm chiều ngang, và chiều cao 171mm, chiều sâu 416mm. Trọng lượng của nó lên tới là 17kg. Bên hông của chiếc ly đàn ông AVC 3570 nha anh em, chip xử lý và da mã DAC. Rồi anh em sẽ thấy là chip da mã DAC Penrao luôn nha, Penrao 1791. Penrao là một trong những chip da mã DAC cao cấp đã được anh em audio đánh giá rất cao về chất âm của nó nha. Hai con 1791 nha.
Rồi phần trên lưng của nó đây, mã đẹp trong lành luôn nha anh em, cấu hình cực khủng luôn, cái biên thế đờn ông cực to luôn nha. Ruột gan sạch sẽ sáng màu, đánh 14 sọ thẳng lớn, dòng made in Japan, thiết kế rất là chuẩn nha anh em. Đẹp long lanh từ bên trong cho tới bên ngoài luôn. Khung sườn máy sạch sẽ sáng màu. Biến thấy nguồn còn phần ké luôn nha. Với chiếc Mini đàn ông AVC 3570 mặt phay nhôm màu vàng chanh đẹp long lanh. Bắt in Japan, công suất 285W, hỗ trợ kết nối cổng quang, anh em có thể chơi nhạc mạng, nhạc trực tiếp từ Smart TV, cổng analog để có thể chơi nhạc từ đầu đĩa. Và đặc biệt là dòng này có cổng Breakout thì ta có thể sử dụng để làm giải mã DAC với chip DAC Pentram 1791 cao cấp nha. Riêng phần giải mã DAC thì cũng rất đáng đồng tiền anh em. Và cũng như với công suất khá khỏe của nó thì anh em vẫn có thể lắp thêm vang số vào để chơi karaoke tốt. Với chiếc đi đàn ông AVC 3570 thì em sẽ bán với giá là 3.600.000 đồng, giá chu bao gồm phí vận chuyển. Anh em mua hàng vui lòng liên hệ với số điện thoại 0834563852, em ship hàng toàn quốc. Anh em xem kênh, ủng hộ em vui lòng nhấn nút đăng ký phía dưới màn hình để luôn nhận được những video mới nhất và nhanh nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.